Vi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng. Khi thiếu sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì thế việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cần được các bậc phụ huynh quan tâm. Và việc bổ sung vi chất dinh dưỡng tốt nhất và an toàn nhất là bổ sung vào những bữa ăn cho trẻ hàng ngày. Một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe được trạm y tế xã Hương Lạc thực hiện. Các cộng tác viên hướng dẫn phụ huynh về các bữa ăn bổ sung cho trẻ. Bố mẹ đều đi làm từ sáng đến tối, nên phần lớn thời gian bé trai 9 tháng tuổi này được bà nội chăm sóc. Từ 5 tháng tuổi, cháu đã được cho ăn dặm, ngày 3 bữa ăn, mỗi bữa nửa bát cháo. Mặc dù bà cháu cũng rất quan tâm bổ sung chất dinh dưỡng, vi chất cho cháu, hàng ngày đều đổi thực phẩm, hôm nay ăn rau này, mai ăn loại rau khác, các loại thịt cũng vậy. Tuy nhiên, kể từ khi bé học ăn dặm đến giờ, cả ngày 3 bữa chỉ ăn một thứ, hôm sau mới đổi. Bò xay rau trong một ngày, 9 tháng cũng vẫn cho ăn rau rồi thịt bò ăn một ngày, trứng một ngày thế thôi. Như một thứ thôi, hôm sau lại không khác. Trường hợp vừa rồi, cụ thể vừa rồi thì có cái việc là bà mẹ đầu tiên là cho em bé, bà của cháu, cho em bé ăn từ khi được 5 tháng thì cũng chưa được bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, nhưng mà do điều kiện của gia đình mẹ cháu đi làm sớm thì là cũng cho ăn như vậy. Thế còn thì có những cái theo điều kiện của gia đình ấy, thì là cho em bé ăn một ngày là một loại thực phẩm. Thế thì là chế biến thì tôi thấy cũng nhìn chung theo trường học cụ thể thì như vậy là cũng được. Thế còn thì mình có thể sau đó thì tôi sẽ tư vấn thêm là sẽ đổi bữa cho em bé thường xuyên. Thế rồi ăn một ngày là em bé ăn với cái 9 tháng tuổi thì em bé sẽ ăn một ngày 3 lần, mỗi lần khoảng nửa bát thì như vậy là cũng ổn thôi. Cũng không thấy có vấn đề gì mà sai lầm về chỗ vitamin đấy cả, khoáng chất đấy cả, vì là cũng cho đủ 4 nhóm thức ăn rồi. Tại Hương Lạc, hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đi làm từ sáng sớm, con cái để gửi ông bà nuôi hoặc bố mẹ bận rộn không có nhiều thời gian cho trẻ ăn đầy đủ. Cho nó ăn rau thôi, nó không ăn, chỉ có... chỉ con rau, ăn rau nó không lười ăn lắm, thì chỉ có cho uống chất xơ thôi. Chị em chưa biết là uống vitamin, vitamin thì thường là uống theo trạm y tế. Có hầu hết các bé thì đã đủ vi chất dinh dưỡng và chất dinh dưỡng rồi. Thế còn lại thì có một số ít trẻ thì nó cũng do cái điều kiện gia đình. Sáng ra không có gia đình, không có người để có thể cho em bé ăn từ sáng ấy, các em bé nó không muốn ăn ấy. Thì là một số ít trẻ đấy thì nó ăn thì cũng chưa được đầy đủ. Vì là sáng ra nó bố mẹ không có nhiều thời gian, có thể là nó không ăn thì nó chỉ uống tí sữa thôi là bố mẹ bắt buộc phải đi làm rồi. Thì hầu hết những trường hợp dưới 3 tuổi thì lại dặn các cô giáo là cho cháu ăn. Thế nhưng mà mình để đánh giá là nó đã đủ hay chưa thì một số ít trường hợp theo tôi là cũng chưa đủ. So với trước đây, bữa ăn của trẻ em ở vùng nông thôn tại Hương Lạc đã được cải thiện hơn thế hệ trước rất nhiều. Tuy nhiên, để đánh giá trẻ có thiếu vi chất dinh dưỡng hay không rất khó, bởi nếu việc chế biến và lưu trữ thực phẩm không đúng cách cũng sẽ làm mất đi lượng lớn vitamin và khoáng chất. Vâng, lời đầu tiên rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Giáo sư đánh giá như thế nào về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ ở nước ta hiện nay? Nước ta hiện nay thì cái tình trạng thiếu vi chất ở bà mẹ trẻ em chúng ta đã có cải thiện rất là nhiều. Tức là trước đây, ví dụ trước năm 85 thì chúng ta hàng năm có 5 triệu trẻ em bị mù lòa do thiếu vitamin A. Chỉ đến năm 90 là chúng ta cấp phát vitamin A liều cao và chúng ta đã thanh toán hoàn toàn. Tuy vậy thì cái suy thiếu vitamin A tiền lâm sàng vẫn còn tồn tại ở mức khá cao. Tức là cho nay thì đối với bà mẹ thì ở trong sữa mẹ vẫn còn 20% số bà mẹ là thiếu vitamin A. Và ở trẻ em thì tỷ lệ này cũng là tương đương. Thiếu máu thì năm 2000 chúng ta có khoảng 50% số bà mẹ mang thai thiếu máu. Thì hiện nay chúng ta giảm xuống còn một nửa, nhưng 25% vẫn là con số cao và chúng ta vẫn xếp mức là thiếu máu trung bình trên thế giới. Thiếu kẽm thì chúng ta đã giảm từ 80% năm 2000 xuống hiện nay là còn khoảng độ 62-63%. Như vậy thì có thể thấy là cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của chúng ta vẫn còn nặng nề, kể cả thiếu iốt. Chúng ta vẫn được bị xếp vào một trong 19 nước mà có tình trạng thiếu iốt nặng nề trên thế giới. Nguyên nhân của tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng này là như thế nào thưa giáo sư tiến sĩ? Cái nguyên nhân chủ yếu là chúng ta không cung cấp đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng vào trong cơ thể. Chúng ta biết rằng là hàng ngày thì cơ thể
chúng ta ăn vào khoảng độ 60 các loại chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng mà có 40 chất dinh dưỡng là cơ thể không tự tổng hợp được, bắt buộc phải lấy từ thức ăn. Mà khi lấy từ thức ăn thì chúng ta cung cấp, chúng ta ăn uống không đa dạng, không đủ những cái thực phẩm mà được tăng cường vi chất vào thì nó sẽ không cung cấp đầy đủ cho cơ thể. Mà muốn ăn uống đầy đủ các cái loại vi chất thì chúng ta phải tiêu thụ số lượng lương thực rất lớn, và cái điều đó thì là điều không thể. Do đó thì chúng ta phải bằng mọi cách là chúng ta phải đưa các cái vi chất vào trong các thực phẩm để cho con người, trẻ em cũng như bà mẹ ăn các cái thức ăn vào và đầy đủ vi chất. Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thì chúng ta càng khó khăn hơn, chính là cái tình trạng các thực phẩm nó không được đa dạng, nó ăn uống, nó bữa ăn còn đơn điệu, rau xanh tiêu thụ, ngay cả rau xanh cũng vẫn tiêu thụ ở mức thấp. Do đó thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc ăn uống và tăng cường các vi chất và thực phẩm, đặc biệt là kể cả nghị định 09 của chính phủ ra đời thì chúng ta cũng không thực hiện được một cách nghiêm ngặt do các doanh nghiệp cũng chưa có ý thức cao. Vậy bữa ăn của trẻ em vùng nông thôn hiện nay đã đầy đủ vi chất dinh dưỡng hay chưa? Cái tình trạng mà các cái tỷ lệ thiếu vi chất như tôi đã nói ở trên ấy, thì nó cũng chứng tỏ rằng là cái bữa ăn nó không đầy đủ. Mà qua điều tra thực tế bữa ăn của chúng ta thì thấy rằng là bữa ăn của trẻ em hiện nay các cái vi chất vẫn không đầy đủ. Chính vì vậy thì là hiện nay chúng ta đang có cái chương trình là xây dựng thực đơn cho trẻ em. Và đối với cái thực đơn này ấy, thì chúng ta được sự giúp đỡ của phía Nhật Bản và Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Y tế đã đưa các phần mềm để mà đưa xuống cho các trường học để áp dụng. Tuy vậy thì cái điểm cũng khó khăn là đối với những vùng sâu vùng xa thì là cái khả năng mà người ta tiếp cận với các loại thực phẩm nó sẵn có thì nó cũng rất là khó bởi vì nó không đầy đủ. Cho nên chúng ta cũng phải tăng cường lưu thông hàng hóa và trao đổi hàng hóa từ các vùng để mà đa dạng hóa thực phẩm tại địa phương để đưa vào tiêu thụ. Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều bà mẹ và các phụ huynh đều chia sẻ rằng con của họ thì rất lười ăn rau và hoa quả. Để bổ sung thì họ đã mua thêm những cái gói chất xơ tại hiệu thuốc để cho con mình sử dụng. Vậy cái việc làm này có đúng hay không? Thực chất là chúng ta phải ăn các loại thực phẩm tươi, sau đó chúng ta rửa sạch nấu chín, chứ không phải là chúng ta ăn các cái thực phẩm mà được chế biến. Nếu như chế biến thành các cái thực phẩm chức năng ấy, là cần có các cái chỉ định, các cái lời khuyên của những nhà chuyên môn. Chứ còn các cái chất xơ đấy thì nó bản thân nó không phải là chứa nhiều các cái vi chất dinh dưỡng. Vậy giáo sư tiến sĩ có những cái lời khuyên như thế nào với các bà mẹ để chúng ta bổ sung những vi chất dinh dưỡng vào trong bữa ăn hàng ngày cho con của mình? Chúng ta là hiện nay là chúng ta đang thiếu khá nhiều vitamin chứ không phải là một vài vi chất đơn lẻ. Chính vì vậy thì chúng ta phải bổ sung tăng cường các cái vitamin chủ yếu như là sắt, kẽm, vitamin A. Bên cạnh đó thì chúng ta phải khuyến khích tiêu thụ các cái thực phẩm khác, ăn uống đa dạng để nó bù đắp vào các cái nhu cầu trong cơ thể. Và chúng ta phải thực hiện theo cái tháp dinh dưỡng mà Viện Dinh dưỡng đã đưa ra cho từng lứa tuổi, tức là các loại thực phẩm đối với 8 nhóm thực phẩm thì ăn uống bao nhiêu đối với từng lứa tuổi cho đầy đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể. Vậy thì chúng ta đã có những giải pháp như thế nào để cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trong thời gian tới ạ? Hiện tại thì chúng ta vẫn có 3 giải pháp: giải pháp ngắn hạn, giải pháp trung hạn và giải pháp dài hạn. Giải pháp ngắn hạn tức là chúng ta phải đưa các cái viên vi chất để cung cấp cho bà mẹ có thai và trẻ em ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay thì có 85 tỉnh thành thuộc 28 tỉnh là chúng tôi đang cấp miễn phí hoàn toàn các viên đa vi chất. Nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để cấp cho toàn bộ các cái vùng khác, và chúng ta ở nơi khác thì chúng ta phải dùng cái hình thức là tiếp cận xã hội để mà đưa các bà mẹ có thể biết được là những cái sản phẩm mà trong nước được sản xuất tốt và có các cái chứa các vi chất để mà bổ sung. Ví dụ như là khi có thai thì uống các loại vi chất gì, thì các cái bác sĩ mà thăm khám thai thì người ta sẽ có cái tư vấn đối với bà mẹ. Thế còn giải pháp trung hạn là chúng ta phải đưa tăng cường các cái vi chất vào trong thực phẩm, và giải pháp dài hạn là chúng ta phải đa dạng hóa các thực phẩm để ăn uống vào. Nhưng mà khi mà đa dạng hóa thực phẩm ăn uống vào thì chúng ta vẫn cần phải tăng cường các vi chất, hoặc là chúng ta tăng cường vào các cái trực tiếp vào thực phẩm, hoặc chúng ta gián tiếp là thông qua đưa vào phân bón hoặc đưa vào thức ăn cho vật nuôi và gia súc. Như tôi đã nói thì chúng ta phải ăn uống đa dạng và ăn theo tháp dinh dưỡng. Và đối với các loại thực phẩm thì chúng ta cũng phải chọn lựa các cái loại thực phẩm. Ví dụ như là các loại thực phẩm và thực vật thì nó càng có các cái màu như màu xanh sẫm hay màu đỏ của cà rốt hay là màu đỏ của dưa hấu thì nó càng tốt. Còn đối với thức ăn động vật thì chúng ta lại không chọn lựa theo cái cách như thế. Chúng ta nên chọn các loại thịt trắng ăn. Thì đấy là cái mà chúng ta
Nhưng mà các cái bà mẹ có thai thì có thể là khi mà trong thời kỳ đó thì cũng không được kiêng khem quá, vẫn có thể ăn nhiều loại thực phẩm để mà đảm bảo cái sức khỏe cho mình và cho quá trình sinh nở. Rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ về những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Với trẻ em, nhất là giai đoạn trẻ dưới 12 tuổi, thì chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc phát triển của trẻ cả về thể lực và trí lực. Cũng bởi thế mà theo các chuyên gia dinh dưỡng, các bậc cha mẹ cần cho trẻ ăn đúng và đủ. Trước hết, để ăn đủ, cha mẹ cần tuân thủ những nguyên tắc trong ăn uống để trẻ hình thành nếp ăn ngay từ khi được 6 tháng tuổi, độ tuổi bắt đầu ăn thức ăn bổ sung. Ngay khi cha mẹ thấy trẻ dừng tăng cân, nên đưa con đến khám sớm để có kế hoạch can thiệp chống suy dinh dưỡng. Để trẻ phát triển tốt nhất, phụ huynh nên cho trẻ ăn uống đầy đủ theo nhu cầu của lứa tuổi, không lơ là nhưng cũng không được nhồi nhét quá mức. Ngoài ra, cha mẹ nên tăng cường các hoạt động thể lực cho các bé như đi bộ, đi xe đạp, chạy chơi. Bên cạnh đó, để ăn sao cho đủ, cha mẹ có thể căn cứ vào tháp dinh dưỡng để biết được đâu là thực phẩm nên cho bé ăn nhiều, đâu là thực phẩm cần phải hạn chế. Theo thứ tự từ dưới lên, tháp dinh dưỡng bao gồm 6 nhóm thực phẩm chính: ngũ cốc, rau xanh, trái cây, các sản phẩm từ sữa, thịt, đậu và các loại hạt, thực phẩm từ chất béo và đường. Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng thì có nghĩa là cái điều cơ bản nhất vẫn phải là cái chế độ dinh dưỡng. Bởi vì chúng ta đều biết là hầu hết các cái vi chất dinh dưỡng thì nó đều có trong thực phẩm. Nếu như mà chúng ta cho con ăn đầy đủ cân bằng các cái nhóm thực phẩm mà đứa trẻ có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ăn uống được thì hoàn toàn không bao giờ thiếu vi chất dinh dưỡng cả. Chúng ta đều biết là tất cả những đứa trẻ khỏe mạnh, ăn uống tốt thì không bao giờ nó thiếu vi chất cả. Bởi vì là thức ăn chính là cái nguồn cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng cho chúng ta. Đấy, các bạn đều biết là ví dụ trừ vitamin D là chúng ta phải bổ sung thôi. Đấy, bởi vì vitamin D thì nó có rất ít trong thức ăn, mà chúng ta đều biết là vitamin D chủ yếu là do ánh nắng mặt trời chiếu vào da và cơ thể chúng ta tổng hợp vitamin D dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời thôi. Thế thì là chúng ta phải bổ sung thôi. Còn hầu hết các vitamin và khoáng chất khác thì hoàn toàn có thể qua thức ăn. Tôi lấy ví dụ như vitamin A thì chúng ta ăn các thực phẩm giàu vitamin A, ăn trứng, uống sữa, ăn gan là giàu vitamin A. Hay tiền vitamin A thì ăn các loại củ quả màu vàng, màu đỏ, màu xanh thẫm thì đều đầy vitamin A đấy. Sắt thì có nhiều ở trong trứng, trong gan, trong thịt bò. Đấy, thế rồi là kẽm cũng thế, kẽm là có nhiều trong các loại hải thủy sản, trong thịt gà, vân vân. Có nghĩa là vitamin C thì có tất cả trong các loại hoa quả và rau cũng đầy vitamin C, nhất là hoa quả. Cái loại hoa quả mọc đỏ hay là những loại hoa quả nhóm họ có múi như là cam, quýt, bưởi thứ. Nếu mà chúng ta cho trẻ ăn đầy đủ các loại đấy thì nếu như mà nói giữa cam với bưởi thì chúng ta bưởi lại là hàm lượng vitamin C cao hơn. Đấy. Vâng. Ổi cũng dây cao, thanh long cũng cao, chuối cũng cao. Có như là ăn đầy đủ, ăn đa dạng các loại thực phẩm thì nếu như là để phòng chiếu thiếu vi chất dinh dưỡng thì đầu tiên là cái chế độ ăn dinh dưỡng là quan trọng nhất. Thế tuy nhiên thì trên thực tế thì cũng có một số trẻ mà chẳng may ốm mắc bệnh mà cháu không thể ăn uống được thì lúc đấy các bà mẹ mới cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất từ thực phẩm chức năng hoặc là các loại thuốc. Ngoài ra, để trẻ cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ ngay từ các bữa ăn hàng ngày, cha mẹ nên thay đổi cách cho trẻ ăn, hướng dẫn và tạo sự hứng thú trong mỗi bữa ăn của trẻ. Việc ăn đủ chất cùng với ăn đúng cách sẽ giúp cho trẻ hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn.